Ok các bạn, thì bây giờ là chú Thảo đang hướng dẫn cho anh in nóc cũng như là em xi măng bọn gió bếp các bạn. Đấy, đây cái này gọi là gió bếp, đây cái này cái mùi than hôm chúng mình đột cỏ các bạn. Antonio vai me levar a bacia, despesa desse bacia, né? Depois levar aquele, carrega tudo aquele ontem queimado lá. Vem aqui, já? Yeah? Đang nhờ em Antonio quay phim các bạn, lên trên kia là lấy cái thau nhựa lên trên kia hút toàn bộ cái gió bếp xuống đấy để tiến hành vải luôn. Vải cái này là cái hàm lượng kali. Cái này lấn hay là kali nhỉ? Lấn ấy. Lấn kali đấy, nó vừa giảm phèn này, với lại là giúp cho cái xanh tốt hơn đấy các bạn. Đây, mấy lùng mà của mình hôm nay là nhìn cũng rất là mê lý đấy các bạn. Đấy, thấy rất là đẹp rồi. Hy vọng là có một cái lượng cây giống thật nhiều để mà cậy các bạn ạ. À, phủ xanh đồng ruộng đồng hoang đồng không muốn quanh nhé. Cái này gọi là đồng không muốn quanh ấy. Bây giờ là đấy, em Thảo đẹp trai các bạn. Các bạn gái nào chưa có người yêu hay chưa có mảnh tình vật vãi nào thì có thể liên hệ với bạn Thảo nhé, comment ở trên kênh của mình nhé. Đấy, mình sẽ làm mái làm mối nhé. Đang ngại lòng các bạn, đang đây chim mau mét tiếp bên nhá. Aprende depois fazer da lá em casa também, ó. É mesmo, é verdade, não ri. Đấy, bảo em xin máu cố gắng học hỏi. Mai này về đây à, cũng làm lúa các bạn. Sau này có cây giống nhiều thì có hạt giống nhiều thì làm lúa thôi. Cái này à, nó tốt lắm đấy Thảo ạ. Do bếp mình ở quê mình ngày xưa là mọi người thông cảm như kiểu đi tiểu á, lấy nước tiểu ấy trộn vào với do bếp này này, rồi là sau đó mới bón vô cây trồng nhỉ. Nó nhanh lắm, nó hơn cả đàm đấy. Và cái này thì thực tế là nó không phải là hóa học, cái này là nó tự nhiên mà. Nào anh xin, depois aprende já, fazer já. Tô aprende, né? Hoje vamos meter aí lá em cima também. Sim. Thì hôm nay sẽ bón có bao nhiêu bón bấy nhiêu các bạn. Ở phía trên nữa. Chỗ nào mà nó phèn nhiều quá thì mình sẽ ưu tiên trước. Chỗ nào phèn nhiều quá ta ưu tiên trước em ạ, phía trên này. Ừ, chỗ nào phèn nhiều mình ưu tiên mình bón trước. Còn chỗ này thì bởi là cây mà dày các bạn, nên là bón nhiều hơn, bón đầu tiên ưu tiên nhất. Cái này thì mình cũng có thể hướng dẫn anh ấy nấu cũng như là em mau làm được, nhưng mà ưu tiên đấy có chú Thảo thôi thì chú Thảo thì chuyên nghiệp hơn, nên là chú Thảo sẽ hướng dẫn cho mọi người làm theo, tư vấn cho mọi người làm theo. Ê Thảo đẹp trai, nhìn đằng này cười cái nào. Tiếu cười để rây thì có than đây này, cái nào cũng diệt được rây đấy. Lát nữa thì sẽ tiến hành bón tiếp ở trên này các bạn. Chỗ nào mà nó nhiều phèn ấy thì sẽ ưu tiên bón trước. Cái này thì anh em mình sẽ tính toán thế nào cho hợp lý. Hôm nào chỗ nào mà nó dày quá thì mình sẽ nhổ hoặc là mình sẽ xúc đi để đi cấy. Còn chỗ nào mà nó vừa phải thì sẽ tiến hành nhổ và dặm vào những chỗ thiếu. Cái mà thì hôm nay cũng rất là đẹp đấy các bạn. Cái mà hôm nay lên đẹp rồi em nhỉ? Được 3 lá đấy hả? Cái này nói chung bao nhiêu nỗ lực của người dân bản các bạn, còn anh em mình là phù thôi. Hy vọng một cái tương lai sáng lạn hơn các bạn. Đây cái chỗ ruộng gieo mà đầu tiên các bạn. Thì bây giờ là em Thảo và anh nó cũng như là em xin máu đang tiến hành bọn cái chỗ này thì nó hơi thấp hơn so với đằng kia. Đấy, cũng là một cái kinh nghiệm để lần sau làm học hỏi các bạn, để mà lựa có kinh nghiệm. Chỗ này thì phèn nó vẫn hơi nhiều hơn. Bây giờ sẽ tiến hành là bọn
gió bếp ở đấy các bạn. Cái này không phải gió bếp hẳn, gió bếp cái này là gì nhỉ? Cái cỏ hôm qua mà chúng mình đốt đó. Quế ta gọi là mún đấy. Mún bếp, cây lúa, cây mà con hôm nay cũng đã cũng đẹp rồi. Cái này bây giờ bón thêm gió bếp để mà khử phèn các bạn. Với lại là chất dinh dưỡng, vitamin, chút vitamin cho cây phát triển. Cơ bản bây giờ mình bón chỗ nào mà nó hơi phèn tí bà em ạ. Còn chỗ nào mà nó tương đối rồi thì thôi. Bùn nhỉ. Cái chỗ này xinh lây luôn, nhưng không phải gọi là bùn nữa. Xin máu. Đây là cái lứa mà đầu tiên các bạn, đầu tay luôn. Đấy, mình chúng là còn rất nhiều cái điều còn phải học hỏi các bạn. Đấy. Nhưng mà hy vọng cái lứa này ít nhiều thành công. Nói như chú Linh Philip chứ chỉ cần được 50% thôi là đã thành công thôi các bạn. Mình chỉ hy vọng thôi, mình chỉ hy vọng làm sao để thành công thôi các bạn. 50% là được rồi. Cây mà chỗ này thì có thể, đây như các bạn, đây, chỗ này thì có thể nhổ hoặc là xúc để mà cậy được các bạn. Chỗ này tương đối dây. Và thực sự phèn rất là nhiều luôn. Cảnh đồng quê vào buổi chiều rất là yên bình các bạn. Ở một vùng rất là xa so với quê hương Việt Nam mình. Ngày xưa mình không có nghĩ là sẽ có một ngày mình đặt chân đến cái mảnh đất xa xôi này, đã gắn bó với mình gần 20 năm rồi. Đây giống như quê hương thứ hai của mình, nên là mình rất mong muốn làm sao đẩy người dân ngày càng nó ấm các bạn. Mảnh đất này là nuôi sống mình gần 20 năm nay rồi. Cái mương nước này thì sau này mình sẽ nâng cấp và mở rộng ra các bạn, giống như đầu kia, đằng chỗ đằng kia thì sẽ nâng cấp và mở rộng ra. Thì dần dần nó sẽ hình thành một cái nông trại, vừa đường đi lối lại và cả cái mương nước để mà tiêu tưới cho ruộng lúa các bạn. Sau này thì toàn bộ khu vực đằng trước này, phía trên này mình sẽ kéo dần ruộng mà lên. Nếu mà sau này có thể có điều kiện mở được máy móc cơ giới hóa thì sẽ là làm cái diện tích lúa sẽ kéo dần lên phía trên này. Đấy, một cánh đồng bao la bạt ngạt các bạn, một cái vùng trũng lòng hồ. Đấy, chỗ này thì đúng là thẳng cánh cò bay luôn các bạn. Rồi anh cũng có nói rồi thì hôm nữa sẽ nâng cấp cái mương này lên. Đó giữ nước tưới tiêu đấy. Ở nhà mình cái thủy lợi rất là quan trọng rồi em ạ. Muốn làm nông nghiệp đầu tiên là phải thủy lợi đấy. Đó bên này chưa có hệ thống cấp thoát nước giống như Việt Nam mình, giống như là gọi là thủy lợi cánh mương. Ở mình là có trạm bơm đồ các kiểu, bên này cũng có. Chưa có cơ giới hóa đó. Ok các bạn, thì lúc này mình đã cho mọi người tiến hành bỏ cái tró bếp với các bạn. Ở quê mình gọi là tró bếp ấy. Thì cái mà đây chỗ hôm rồi mình có tập kết cỏ để mà đốt để lấy mùi than này các bạn. Hiện tại bây giờ là cái này thì vừa là để tăng cái kali cho cái lúa, với lại là để khử phèn luôn các bạn. Còn ở bên này các bạn ấy, Antonio phim mà để xong lắm. Cái mương bên này thì hôm rồi là mình trữ nước các bạn để mà phục vụ cho công tác rửa phèn ở trong cái ruộng lúa này. Thì hiện tại bây giờ là trong cái quá trình vừa mới bón gió bếp các bạn, nên là mình cho tháo hết nước bên này để cho nó mực nước bên này thấp hơn ở trong ruộng để kéo nó ngậm phèn vào trong ruộng các bạn. Cái mực nước này thì mình hạ thấp xuống rồi, thấp hơn hiện tại bây giờ là thấp hơn ở phía trong ruộng lúa rồi các bạn. Thì kế hoạch của mình ngày mai đã bố trí cho anh thư ký, anh Pedro cũng như là anh Inok, tất cả mọi người là đàn ông con trai thanh niên là sẽ là tăng cường đắp thêm cái bờ này thêm một tí nữa. Còn lại là ở dưới này, cái mương này sẽ đào rộng ra khoảng tầm 8 đến 2 mét các bạn. Dồn đất lên phía trên để sau này là con làm con mương như mình đã nói với mọi người rồi.
thì không thể một sửa một chiều được các bạn. Mà cái này là nó cả một quá trình luôn. Đấy, làm từ từ rồi sau một thời gian thì nó sẽ định hình được là những con đường và những cái ruộng lúa các bạn. Như ở bên này thì cả mọi người thấy rồi, thì lúa bây giờ là cũng thấy rất là đẹp. Như chỗ này thì nhổ mạ hoặc là xúc mạ để mà cấy ok các bạn. Antonio phải nghe kỹ lắm. Cái chỗ này cái lúa giống các bạn rất là đều luôn. Cái chỗ này thì có thể là xúc hoặc là nhổ để mà cấy được rồi các bạn. Thì nói chung là cái đầu tay của mình đến là còn nhiều sai sót, thiếu sót. Đấy. Thì mỗi người có mỗi ý mà. Thì mình cũng không biết nói như nào nhỉ. Thì ý bản đông thì là muốn gieo nó thưa để cho cây mà nó tốt, nó khỏe. Đấy. Còn số đông khán giả thì là thấy như thế này là nó hơi thưa, nếu mà gieo mà thì nó hơi thưa các bạn. Đây. Thì nói chung thì cũng lỡ rồi, nên là giờ chỉ có tìm cách khắc phục thôi các bạn. Đây, bây giờ sẽ tìm cách khắc phục làm sao để nó tốt nhất thôi. Thì toàn bộ khu vực này đã bọn muốn đây các bạn, rồi là tróp bếp đó. Tróp bếp thì đã bọn này. Cái này thì tróp bếp các bạn này, cái màu trắng trắng này. Cái này là tróp bếp này. Còn ở đằng kia là cái mùi than hôm rồi đột cỏ. Còn bên đây mình lấy tróp bếp ở trong cái bếp nấu ăn của người dân bản hàng ngày ấy. Nói chung dọc này bọn hết rồi các bạn. Chủ yếu chỗ nào phen nhiều thì mình cho bọn trước, còn chỗ nào ít phen hơn thì ở đây trên kia cũng đang nói với các em là tiếp tục là cắt thêm cỏ để mà về đổ tiếp các bạn. Đấy, cắt thêm cỏ để về đổ tiếp, đang tập kết ở trên kia. Thì lúc nào nó khô thì dồn nhiều thì sẽ đổ các bạn. Còn ở phía bên này thì cũng đã bón rồi, thì cái này là mình cho bón đầu tiên. Đấy. Thì hiện tại bây giờ là một màu xanh đã phủ đều, rất là đẹp luôn các bạn. Cái này nếu mà người dân lần đầu thấy thì nghĩ ở đây là sẽ là cây cỏ các bạn. Đấy, một điều tất yếu thôi. Kiểu mình mà lần đầu tiên thấy thế này mình cứ tưởng cây cỏ các bạn. Nhưng bây giờ thì đây, một màu xanh của cây màn non các bạn. Đã phủ rất là đẹp rồi, đều đẹp. Thì hy vọng thì thiên thời địa lợi nữa các bạn. Thì cho cái lúa này phát triển tươi tốt. Thì sau này sẽ thu hoạch một mùa vụ bội thu các bạn. Để có thêm cái ăn cái mặc cho người dân các bạn. Đấy. Ok. Nội dung video ngày hôm nay mình xin tạm dừng tại đây. Các bạn thấy ý nghĩa cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh thì nhấn vào nút subscribe để anh em mình có thêm động lực giúp đỡ người dân nhiều hơn nữa. Một lần nữa vô cùng cảm ơn quý vị khán thính giả trong thời gian qua đã đồng hành cùng mình và trên chặng đường đã qua cũng như trên chặng đường sắp tới. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hiện tại bây giờ thì tương lai cây mà để mà cấy các bạn hãy giữ sức cấy luôn. Thì mình đang hồi thúc bác trưởng bản camping là làm sao đấy để rút ngắn cái khoảng thời gian làm ruộng ở bên kia để mà đến lúc cái cây mà đến cái tuổi các bạn thì là có thể là cậy luôn này. Còn ở bên chỗ này em cameraman đang quay thì mọi người thấy rồi, cái mấy ruộng này đã gieo mà rồi, gieo xà rồi. Đấy. Thì một mặt bằng các bạn giống như sân bê tông luôn, ở giữa khô ráo rất là đẹp. Tình hình đang chú Thảo. Ok, chú Thảo đang cho người dân hồi thúc, người dân đắp bờ mương bên kia các bạn. Lại nói chào các bạn ấy mong không? Cho đẹp trai lên tí nào. Dạ, hello chào các bạn. Đây, đừng sát sát anh, phải nói chào các bạn. Ê, phải là chào các bạn. Hello chào các bạn. Ok, chào các bạn nhá. Cũng buồn đấy mọi người. Thì mặt trời bây giờ đâu xuống núi rồi, mình chắc là bố trí thời gian để cho người dân bản Caping Ala về bên kia các bạn, bởi là cùng đi xe mình sẽ chờ mà đi qua giáng xe mình nên là về bên kia để mà xem tưới nước cái khu vực hoa mau ấy, cái giống hành tây và cái bắp cải các bạn, với lại có một số cây cà chua thì đã trồng rồi đấy. Bây giờ phải qua bên đó để mà xem thế nào. Cả cái bên đó nó hơi rào rồi, ngày mai tiến hành làm mướn. Ừ, anh lúc này anh phổ biến với anh thư ký ở bản Caping Ala và anh Inok này. Đấy, bên kia cũng thế thôi, bên bản Caping Ala cũng thế thôi. Thôi về nhà. Đây nước này, nước nhiều này. Nước nói chung là cái lượng nước để mà mai sau này để bố trí tưới tiêu thì rất là đảm bảo luôn.
yên tâm. Antonio về Arori, nó kết say mày nè, kết phi ca kì nè. Em camera men thấy cái mà giống là nghiền luôn các bạn.